Chào anh Bình Dương. Ok, chào À. anh Phúc. Anh Bình Dương. Lâu lắm rồi, hôm nay mới được nói Cảm ơn nhiều. Tại vì chuyện. mấy thứ nhất á là đôi lúc trừ khi lên diễn đàn mọi người đông quá, rồi cái thứ hai nữa, chào Tuấn Vũ, đôi lúc nhiều khi cái comment á trôi mình không đọc được. Cái thứ ba nữa là nhiều khi thấy những bạn mới mới thì mình không biết là như thế nào, nên đôi lúc nhiều khi cũng ngại gọi lên thì nếu mà gặp phải anh Ba Que thì mất công mình cho xuống thì nó thành cái kỳ. Trời ơi, em khổ lắm anh Dương. Cái này em mới tạo cái nick á, chứ cái nick kia người thân nhiều quá, mà bữa em cũng có chia sẻ rồi. Nói chung là họ 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 bị cái tư tưởng, họ bị, nói chung là bản thân trong gia đình của em cũng bị cái sự chia rẽ đó anh. Rồi đôi khi mình lấy cái nick đó, mình lên mình nói chuyện cái chính trị không, em bị người nhà em chửi quá trời luôn. Rồi xong rồi em phải tạo một cái nick mới để em cái này là trong cái Facebook này của em, mà toàn là mấy cái người toàn là nói về chính trị, không có một cái người nào mà bà con dòng họ gì của em trong đây á. Ok, nói thì Dạ. đôi lúc thì cái việc này á thì nhiều khi có một ví dụ như người thân á, đôi lúc nhiều khi người ta không hiểu, hoặc là người ta có những cái thì đâm ra thì cũng gọi người ta không có đồng tình, nhưng mà không phải là người ta không đồng tình là cho mình nói, nhưng mà có nghĩa là cái này thật sự từ trước tới giờ cái người dân của mình họ thờ ơ với cái vấn đề này, đúng không? Mình chỉ có lo làm kinh tế là chính, rồi qua cái sự việc này rồi bắt đầu mình có được những cái bắt đầu mình cái lòng tự tôn dân tộc mình nó thì bắt đầu mình mới bước lên mình nói thôi. Chào chị Hoài Trần Tại thì vì em nghĩ nó vậy này, khi mà anh quan tâm á thì tự nhiên anh sẽ đi tìm hiểu, và mình tìm hiểu rồi thì mình biết cái gì nó đúng cái gì nó sai. Nhưng mà như giống như anh Bình Dương nói thì đa phần là người ta không có quan tâm đến vấn đề chính trị nhiều, cứ là cơm áo gạo tiền, người ta cứ là lo cái việc tận hưởng cuộc sống chứ người ta không có quan tâm về cái vấn đề chính trị. đúng chính Em nghe có cái suy nghĩ là giống như là có cái chuyện đó chuyện của người ta, chuyện của nhà nước, mày hơi đó mày lo mày làm cái gì, mày cứ lo mày đi làm đi chứ mày mày cứ rảnh rồi mày vô mày làm mày mày làm cái chuyện tào lao đó làm chi, xong em bị chửi. Thì nhưng mà thì dĩ nhiên là khi mà anh em mình quan tâm về cái vấn đề đó, và mình thấy cái vấn đề này nó đang bị nghiêm trọng rồi chứ không phải là nó thuộc về cái cá nhân nào hết, thì sau này thì em thấy là anh Bình Dương hay là mọi người, rồi mình quan tâm rồi mình tìm hiểu thôi. Mình cái vấn đề này là không phải là riêng mình quan tâm, em thấy rất là nhiều người quan tâm, và em thấy là rất là nhiều người yêu nước, thì tại sao mình không có thể hiện được cái tình cảm của mình với đất nước của mình? Tại sao mình phải nghe những cái người khác là người ta chỉ trích, người ta lên án mình? Nên em nghĩ là cái việc mình muốn làm thì mình làm thôi, đơn giản mà thôi. Tại vì em có cái suy nghĩ là mình làm cái việc đó nó không có sai, không có ai mà cấm mình cái quyền mình yêu nước hết á. Tại sao người ta lại có cái suy nghĩ là người người ta đạp đổ, người ta đang muốn là đất nước nó chiến tranh, thì tại sao mình là người dân mà mình muốn cho mọi thứ nó bình yên, và mình muốn cho mọi thứ nó người ta yêu thương nhau, thì tại sao lại mình họ lại không có quyền, mà người ta ngược lại người ta có quyền đúng rồi. đó? Thì chính vì cái lý do đó thì giống như anh nói, thì cái lòng tự tôn dân tộc của mình á Bàn tay xanh. tự nhiên nó cứ sụp sôi rồi, cái rồi thôi bây giờ mình thích thì mình cứ làm thôi, miễn là cái việc của mình nó không hại ai, nó không ảnh hưởng tới ai là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Tại vì á, tôi anh nghĩ là như thế này. Trước kia thì ở cái thế hệ anh em mình, nói chung là mình chỉ lo cái xây dựng cuộc sống thôi, lo kinh tế, mình lo đời sống cá nhân của mình thôi. Thì cái vấn đề về đất nước thì thực sự người dân mình rất thờ ơ. Tại vì sao? Thực sự người dân của mình tin tưởng vào cái đường lối chính sách của nhà nước, nên chính vì điều đó mình không bận tâm. Đó, thì đến ngày hôm nay, ngoài cái vấn đề mà mình bị xuyên tạc nhiều quá, rồi ở đây bắt đầu anh em mình bắt đầu mới lên nói chuyện. À, thì bắt đầu lúc đó thì bắt đầu người dân mình mới quay lại để ý. Thì khi người dân mình quay lại để ý thì gặp phải những cái thành phần họ lên họ nhờ cái mạng Facebook này họ xuyên tạc những cái điều về đất nước mình quá nhiều. Thì chính vì vậy có một số người họ lầm tưởng,
Thì từ cái lầm tưởng này họ lệch lạc về cái tư tưởng, và cộng với những cái có những cái bất cập ở ngoài xã hội, thì cộng thêm những cái đó nữa thì người ta mới nghĩ rằng là cái sự tồn động của đất nước của mình nó nhiều cái bất cập, và họ không còn tin theo đường lối chính sách của đảng nữa. Đó là những cái mà anh nhìn thấy được đấy. Chứ còn riêng trước kia, ví dụ như chẳng hạn anh xem, anh thực sự thì anh học lịch sử, ngày trước anh học lịch sử thì gọi cũng trung bình thôi chứ không phải là anh học giỏi, nhưng mà khi bắt đầu mình có được những cái anh nghe về những cái câu chuyện, những cái đầu tiên là thực sự anh nghe từ những cái tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, anh xem từ đó thì cảm thấy mỗi mình xem thì đương nhiên rồi mình cũng không hề mình suy nghĩ vì vậy về họ cả, mà ở đây mình chỉ nhìn thấy được những cái gì họ làm đó, rồi đến khi một cái chế độ nó không còn nữa đó, thì bắt đầu mình mới cảm thấy là mình cảm thấy một cái điều gì đó nó thôi thúc mình muốn tìm hiểu hơn, rồi cộng với những cái gì họ nói về đất nước mình, thì đó những cái bắt đầu anh cứ dần 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 vào, anh đi vào anh tìm hiểu, bắt đầu anh đi sâu vào thì chính ra mình hiểu được là nó có những cái, rồi mình nhận định theo cái cá nhân của mình nữa, thì mình có thể mình đưa ra một cái ý kiến và cái suy nghĩ cái cá nhân của mình thôi. Chứ còn thực sự ví dụ những người chú, những người anh, những người bác, những người ta đi trước hơn mình, người ta sinh ta sống trong cái thời kỳ, ví dụ chẳng hạn anh Cầm hay là trong đây có chú Nghĩa Minh, hay là đó là những người người ta sống trong cái thời cuộc đó luôn, đúng không? Đó. Thì người ta còn hiểu rõ hơn mình nữa, nhưng mình ở thế hệ sau thôi. Ủa nhưng mà anh Bình Dương là tham gia cái diễn đàn này là bao lâu rồi? Anh theo dõi thì lâu lắm rồi, nhưng mà anh tham gia thì chắc cũng khoảng được mấy tháng thôi, khoảng 6 tháng, 6-7 tháng nay là anh lên đây anh nói, chứ còn anh tham gia anh đi anh xem á, anh xem nhiều lắm. Chờ anh cu Ken. Em thì mới mới được nói chung là anh biết là sao mà em quan tâm vấn đề này không? Mất bắt nguồn là từ anh, là anh Lợi Minh ở bên Mỹ. Thì em theo dõi những cái clip của ảnh thì ảnh cứ về Việt Nam ảnh ảnh ca ngợi đất nước, rồi tự nhiên cái lúc đó em cảm giác là cái suy nghĩ của mình thấy ô sao tự nhiên người ta đi ở nước ngoài mà người ta về người ta ca ngợi đất nước mình, tự nhiên cảm giác mình cảm thấy rất là tự hào. Nhưng mà tự nhiên em coi mấy comment ở dưới á, em thấy anh bị chửi quá trời luôn, mấy cái lũ ba que nó chửi anh. Tự nhiên cái lúc đó em nói, trời ơi, em cũng điên lên, nó nói ủa tại sao đất nước người ta mà người ta không có quyền để người ta ca ngợi, không có quyền để người ta lên tiếng, người ta bảo vệ, người ta yêu yêu thương, mà bây giờ mà về đây mà tự nhiên lôi người ta ra chửi, mà chửi chửi không còn cái gì hết. Rồi Đúng lúc đó tự nhiên lúc đó em mới quan tâm, em quan Haru. tâm rồi lúc đó là anh biết không, trời ơi, em đi làm việc mà em không có làm việc luôn, em ngồi em cứ tranh luận, em cứ bảo vệ anh Lợi Minh, em cứ ngồi em nói mà tự nhiên nó tuôn trào những cái cảm xúc mà trong cái bản thân của mình, nó có nghĩa là mình sẽ không có chủ định, không có tự động, nó giống là nó phát phát xuất từ trong con người của mình ra, và mình cảm giác như là cái lý tưởng, cái lương tri và cái lương tâm của một cái con người mà mình cảm giác là người ta đang làm đúng thì mình bảo vệ cái việc đúng đó, chứ mình không có việc làm sai mà tự động phát xuất từ trong con người em ra luôn. Cái lúc đó em mới là tìm hiểu, em thấy là mà cũng cái thời điểm đó là em thấy là có cái đợt bạo loạn ở Bình Thuận đó anh Bình Dương. Nó thì lúc đó thì em mới thấy là cái tình hình đất nước mình thì nó thực sự rất là nghiêm trọng rồi, nó không có còn đơn giản nữa. Thì lúc đó em rồi tối nào cũng lên nghe mọi người livestream á, nói chung là tìm hiểu những cái livestream của những anh chị yêu nước. Rồi mình nghe rồi mình cũng cảm thấy là mình rất là bản thân mình cảm thấy không phải là chỉ có một mình yêu nước, mà em thấy là rất rất là nhiều người. Nhưng mà so với cái những cái người mà người ta bị xỏ mũi dắt đi thì em không biết là mình có ít hơn là không, chứ em thấy cái bọn mà bị xỏ mũi đi em thấy nó cũng hơi bị rất là nhiều rồi đấy. Nó hơi là bị nhiều rồi đấy. Nhiều khi mình cũng cảm giác là mình rất là khó chịu. Cái vấn đề mà cái người mà xỏ mũi á, có nghĩa cái người mà họ bị những người người ta lợi dụng về cái lòng tin á, thật sự thì anh nghĩ rằng là nhiều thì gọi là cũng không nhiều đâu, nhưng mà cái cơ bản là cái mà một số người ta ủng hộ á, thì nói chung do cũng nhiều cái vấn đề, có thể người ta không lên đây nhưng mà ta luôn
ủng hộ ở phía bên bên phía bên dưới thì nghĩ cũng rất là nhiều rồi á. Cộng với lại nó có như thế này, một số cái vấn đề họ không nắm vững được, rồi họ có thể họ không có thời gian họ tìm hiểu thêm, thì từ chỗ đó họ mới có cái nhận định nó riêng. Với lại thường thường ví dụ chẳng hạn như ở trên mạng xã hội này, thật sự mà nói á, nó mọi người ta nói là trên đây nó ảo, thì cái người mà tham gia trên đây thì đa phần là nhiều, nhưng mà nhiều những người lên đây đa phần có một số người, người ta lên chỉ xem để giải trí thôi, chứ cũng là ta cũng không có để ý nhiều, nên họ bước ra khỏi nơi đây thì họ bước ra cuộc sống đời thường thì nó lại là khác, tại vì được cuộc đời sống đời thường của mình là cơm áo gạo tiền hàng ngày, đó là cái nhu cầu cần thiết nhất, nên còn cái vấn đề ngoài ngoài xã hội thì giống như nó chưa một cái gì thì họ không nói ra cái quan điểm của họ, nhưng đôi lúc trong lòng của họ họ đã biết được một cái gì đó. Nên á, rồi còn á, Bữa nay anh Phúc cứ nói đi, Phúc cứ nói đi. em tên là Duy. À. Em tên là Duy. Nhưng mà tại cái Facebook này là muốn cũng đã chia sẻ rồi, muốn cho cuộc sống của người dân Việt Nam mình lúc nào cũng hạnh phúc hết á. Em thì họ Trần nên là lấy là hạnh phúc Trần. À. Dạ mục đích là muốn cho nói chung á là em hiểu được những cái người mà người ta yêu nước, những người như anh em mình thì cái suy nghĩ của họ rất là tích cực. Cái việc gì đúng là đúng mà sai là sai, rõ ràng đâu đó rõ ràng, chứ không có nhầm lẫn, không có muốn là mụ mị mù quáng theo một cái gì đó. Và dĩ nhiên là mình vẫn tin cái điều gì mình nghĩ hơn là cái sự tác động của người khác, phải không ạ? Mình vẫn tin cái sự hiểu biết và cái lương tri của một cái con người Việt Nam yêu nước như mình thì mình vẫn tin hơn chứ. Và dĩ nhiên là khi em thấy mà mình thấy mình nghe một cái sự việc gì đó thì mình phải tìm hiểu. Tại vì em thấy là bây giờ em thấy là cái lũ bên bên Ba Que thì em thấy là những cái trang báo của nó đó em thấy nó cũng na ná giống như của Việt Nam mình, dân trí cũng có. Rồi cái trang mà Việt Nam